Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với trang Chiến Bùi. Hôm nay thì xin giới thiệu với anh em một cái kính Xiaomi, một cái kính khá là độc đáo ở trong dòng kính. Đối với lại các dòng kính cao cấp thì anh em biết rồi, đó là có Lotus, Cartier và Boucheron cộng thêm là Xiaomi. Xiaomi thì trước đây đã cũng đã từng giới thiệu với anh em về cái chất kính của nó, thì nó giống khá là giống so với lại Lotus, cái chất kính rất là đẹp. Chiếc này là một chiếc Limited 200 chiếc này là chiếc thứ 12. Chiếc này ngoài một cái yếu tố nó căng cước thì nó có một cái điểm nó khá là thú vị, đó là nó sẽ có một viên kim, một viên chủ rất là đẹp, sau đó là các viên tấm. Bên mặt trong của nó thì có cho mét một viên kim nhỏ bên trong, Paris Franc Gold 18KT. Bên mặt này thì nó sẽ là số hiệu là Limited, 12 chiếc trên 2000, 200 trên 200 chiếc. Đối với những phiên bản như thế này thì cái nét chữ của nó khá là giống so với những nét chữ của Lotus, cái thời điểm mà họ thường xuyên vẽ bằng thủ công. Lotus hiện nay thì những cái phiên bản đời mới thì mặt trong của họ họ đã dập bằng các cái chữ in lưới, khá là đẹp, bởi vì trước đây là khá là nhiều người không thực sự thích đối với điều đó, bởi vì một cây kính nó vài trăm triệu mà có những cái chữ nét nó không được đẹp, mặc dù là nó là thủ công nhưng mà nét nó sẽ không được đẹp thì nhiều người người ta sẽ không thích, cho nên là sau này tất cả các phần thì là thủ công, còn riêng cái phần chữ ở mặt trong thì họ sẽ in lưới. Anh em có thể thấy cái mẫu kính này nó sẽ rất là đẹp mà ôm mắt, và đặc biệt là cái viên kim ở hai bên này rất là điệu. Giá chiếc này mình giao lưu là 95 triệu giao lưu cùng anh em. Anh em có thể nhìn tổng thể qua, nó rất đẹp luôn, vàng đúc 18K. Xin cảm ơn anh em.